Thưa bác sĩ, hiện nay thì cái việc mở rộng xét nghiệm COVID-19 với số lượng lớn người dân thì dẫn đến là yêu cầu người dân sẽ tự thực hiện xét nghiệm tại nhà, hay cũng như là các tình trạng các shipper muốn được hoạt động trở lại thì cũng phải tự xét nghiệm COVID-19 thì nhưng mà có nhiều người vẫn còn ngại, sợ giống như là bình thường có người khác xét nghiệm giùm á, thì họ không sao hết nhưng mà tới lúc mà họ tự xét nghiệm thì họ cảm thấy là họ không biết phải làm sao và cũng không biết là mình có làm đúng hay không, rồi sợ phí test rồi chọc vào mũi thì cũng chưa sâu, thì bác sĩ có thể hướng dẫn lại cặn kẽ cho khán giả được biết hay không ạ? Cái việc mình làm xét nghiệm tại nhà đó, nếu mình chú tâm một chút đó, và mình là cái người không phải là quá nhát đó, thì chắc chắn mình sẽ làm được. Chắc chắn mình sẽ làm được. Cái nguyên tắc của làm xét nghiệm tại nhà đó, nó có hai nguyên tắc thôi. Thứ nhất đó, là cái que. Thứ nhất là cái que xét nghiệm. Đây là cái que xét nghiệm người ta bọc sẵn trong một cái túi ni lông vô trùng à. Cho nên mình thấy cái que xét nghiệm này á, mà thọt vô mũi mình á, thì không thể nào đưa cái vi khuẩn virus gì ở ngoài vô được, tại vì nó đã bọc vô trùng rồi à. Và khi mình xé que này ra, nó có hai đầu, một đầu là tăm bông, nó bọc một tí bông gòn á, một đầu là nhựa dài nó bọc phía sau ha. Thì khi mình xé cái que này ra nè, mình đưa vô mũi á, thì mình đưa hết sức nhẹ nhàng, mình đưa hết sức nhẹ nhàng, bởi vì mình đưa nhanh quá nó sẽ đụng cái những cái cấu trúc trong mũi làm gập đi và làm mình đau ha. Mình hễ đụng mình lắc nhẹ nhẹ cho tới khi nào cái que này nó đi vô khoảng chừng 2 phần 3 tới 3 phần 4 là đủ rồi, là đủ rồi, là đụng rồi. Hoặc mình có một cảm giác thốn một tí xíu, nó hơi cay lên mắt là xem như đủ. Và chúng ta nhớ là cái que này nè, không thể nào mà mình đưa mà cái mức mà làm chày đâu, do mình gấp quá mình đưa cái tẹt vô một cái mình mới bị chày à. Rồi sau đó chúng ta nhúng vào một cái dung dịch, và chúng ta nhớ cái nguyên tắc cái dung dịch đó nó sẽ đựng trong cái ống mà mình có thể bóp được, nó mềm bóp được, đó là cách nhanh. Thì mục tiêu người ta làm mềm bóp được á, là để mình vắt cái chai đó, cái que đó ra hết cái nước mà khi mình nhúng cái chất mình lấy được trong mũi mình vô trong cái dung dịch đó, mình nhúng vô xong mình kéo, mình vắt 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 xong bắt đầu nhiễu vô cái thẻ, thế là xong. Nó không quá sức phức tạp đâu, mình chỉ cần chú ý một tí và làm chừng vài lần, như tôi làm hoài làm đến nó quen à, thành ra đừng có lo lắng lắm được cái chuyện tự lấy tại nhà. Nhưng cũng có thể là trong nhà mình có hai ba người cùng lấy, thì người nào nhanh nhẹn nhất sẽ lấy cho những người khác và làm. Thế thôi, nó đâu có khó khăn lắm. Dạ vâng, rất cảm ơn bác sĩ ạ. À, nhưng mà cái việc lấy mẫu tại nhà thì mình nên thực hiện bao nhiêu lâu một lần ạ? À, trong trường hợp xét nghiệm nhanh xong rồi lỡ cho kết quả dương tính thì người dân có nên hoãn hay không ạ? À? Và họ cần làm gì tiếp theo ạ? À? Thật sự ra khi mình lấy xét nghiệm á, mà nó âm hay dương á, thì mình cũng phải thực hiện giống như trước khi mình lấy xét nghiệm. Bây giờ tinh thần mình trước mình lấy xét nghiệm, trước khi mình lấy xét nghiệm mình đâu có triệu chứng gì đâu, thì bây giờ nó cũng sẽ là không có triệu chứng thôi, dù nó âm hay dương. Trước khi xét nghiệm thì mình âm á, thì mình cũng phải 5K, thì sau khi xét nghiệm mình âm mình cũng phải 5K. Còn trước khi xét nghiệm mình không biết mình dương, mà khi mình dương á, thì phải tiếp nhận đó là một cái trường hợp mình bị bệnh à, cũng có thể là không triệu chứng, cũng có thể là triệu chứng nhẹ, cũng có thể 2 3 ngày sau nó mới có triệu chứng, cũng có thể 2 3 ngày sau nó không có triệu chứng, và cũng có thể nó hết hồi nào không hay đó. Thì như vậy mình tiếp nhận nó như vậy. Và chúng ta nhớ là khi chúng ta làm xét nghiệm test nhanh là trong vòng 15 tới 20 phút, người ta nói trong đó 15 thì 15, 30 thì 20, 30 thì 20 là phải chụp hình lại. Chứ còn mình làm xong mình bỏ cái cây đó mình đi một hồi 2 3 tiếng sau mình lại tới mình quay lại là nó có thể sai. Thành ra chịu khó đứng chờ. Mà nó sai thì coi như là phải làm lại là tốn kém thôi. Chú ý những cái điểm đó, hết sức bình tĩnh, không phải là quá khó. Dạ vâng ạ. À, thưa bác sĩ, có khán giả tên Ngọc Sương có nói là chị bị ngứa cổ từ hôm thứ sáu tuần trước, mà hôm đó test thì âm tính thôi, đến hôm qua vẫn còn ngứa kèm ho, sổ mũi, nước trong, test nhanh thì cho ra dương tính. Vậy thì bây giờ chị cần làm gì? Chị muốn biết là mình có đang ở trong giai đoạn nguy hiểm hay không hay là sao ạ? Đó là một chuyện hết sức bình thường, một chuyện hết sức bình thường. Có nghĩa là khi chúng ta làm test nhanh á, nó có một lý do của chúng ta âm tính,
là lúc đó mình mới bệnh thì cái nồng độ của mình virus trong người mình nó thấp lắm, ở cái vùng mũi họng nó rất thấp lắm, rồi sau đó nó mới nhân lên, mới nhân lên. Thì lúc thấp như vậy, đặc biệt của test nhanh là thấp như vậy là tìm không ra, nhưng ngày hôm sau 2-3 ngày sau nó nhân lên nhiều lên thì mình làm sẽ dương tính. Và thậm chí nó có một điều thú vị là có nhiều khi cái mũi bên này á, thì nó âm nhưng mũi bên đây thì dương, tại vì virus nó nằm trong đó, nó đâu có phải chỗ nào chết chỗ nhiều đâu, cho nên mình lấy thì nó dương là cũng bình thường. Và nếu nó dương mà cái triệu chứng nó vẫn giống như trước, chứng tỏ là nó không có diễn tiến nặng thêm, hết sức bình tĩnh chờ đợi. Và cũng có thể là 7 ngày sau mình lấy lại nó không còn cái gì nữa, tại vì bản chất của virus nó vô cơ thể mình, những virus hô hấp này đó, thì thông thường á, là 3 tới 5 ngày nó sẽ biến mất, tại vì cơ thể mình đẩy nó ra, nhiều lắm là 5 đến 8 ngày, nhiều nữa là 14 ngày thôi. Còn có một số trường hợp sau đó vẫn còn là do cái tình trạng miễn dịch người ta kém, hoặc là nó chỉ còn là cái xác thôi. Quan trọng nhất thì chúng ta dương tính á, chúng ta lắng nghe cơ thể của mình có mệt không, có thiếu oxy trong máu hay không, có tức ngực hay không, cố gắng ăn uống và nó hết hồi nào kệ mồ nó. Mình muốn thích thấy nó hết để mình vui hơn thì mình làm, còn nếu không mình không thích, mình chịu đựng, mình tin tưởng được thì 7 ngày sau hãy làm, 14 ngày sau hãy làm. À, thưa bác sĩ, có một khán giả có tên là Trúc Tiên qua TikTok có hỏi bác sĩ là: bác sĩ ơi, em dương tính cách ly 22 ngày rồi mà tại sao test nhanh 4 lần âm tính nhưng mà real time PCR thì lại dương tính ạ? Cái chuyện này cũng hết sức bình thường. Các bạn nhớ nha, khi các bạn không còn triệu chứng, thông thường tính từ cái ngày bệnh cho tới ngày thứ 28, gần như là mình khả năng lây cho người khác rất là thấp, gần như là con số 0. Nhưng nhà chuyên môn, nhà quản lý, người ta muốn thả mình ra trong một cách rất là an toàn, cho nên người ta cứ phớt tới phớt lui. Tôi nghĩ là lâu dần nó sẽ bỏ cái vụ phớt tới phớt lui đi. Thứ hai là mình có test nhanh 10 lần âm tính mà một lần PCR dương tính cũng là bình thường. Bởi vì sao? Cái test nhanh đó khi cái lượng virus nó quá thấp thì mình sẽ không bao giờ tìm ra đâu. Tùy theo loại test nhanh thì người ta thấy là có những cái test nhanh rất là nhạy á, thì cái PCR CT khoảng 30 trở lên là nó tìm không ra. Còn có những cái test nhanh nó không nhạy lắm thì cái CT dưới 22 nó cũng tìm không ra luôn. Cho nên nếu mà CT của mình cao mà mình test nhanh âm tính thì thôi đừng có test nữa, ở nghỉ ngơi cho nó vui ha. Còn có một số trường hợp chúng ta test PCR nó cứ dương tính hoài thì nó có mấy nguyên nhân như sau. Đó là cái xác của con virus nó chưa có được đẩy ra được ha. Cái cơ thể mình nó không đủ thích ứng để nó đẩy một lần ra hết, thì thỉnh thoảng nó dương, thỉnh thoảng nó dương, nhưng mà nó cái xác thôi. Thì cái cách mà chúng ta có thể làm được cho nó mau hết, mà cái điều này rất là nhiều người lo lắng, đó là mình phải tẩm bổ vô ha. Tại vì muốn tạo ra kháng thể để đẩy nó ra hoàn toàn thì phải có năng lượng. Thứ hai là mình phải tập luyện thể thao, chứ còn ù lì mình buồn mình nằm trên giường hoài thì làm sao có sức đề kháng để đẩy ra. Và sau này người ta thấy là mình cũng có Phật cái phương pháp đó, là mình ho, mình hít và cuối kỳ mình khạc ra ha. Hít thở như bình thường như mình đang tập thở, nhưng cuối kỳ mình nó như vậy thì nó sẽ tống cái gì nó tồn tại trong đó ra. Và chúng ta cũng có thể súc mũi miệng bằng những nước sạch khuẩn một ngày 2-3 lần, thì tất cả những cái đó rồi từ từ nó hết hồi nào không hay, đừng có suy nghĩ nó, lo đi làm đi. À, có một khán giả tên là Hồ Mẫn qua Facebook có hỏi bác sĩ là em đi test real time PCR chỉ số CT là 34.11, bác sĩ nói em là dương tính, vậy thì bao lâu em có thể đi test lại ạ? Theo tôi, nếu mà bạn là cái người mà xét nghiệm PCR ra mà 34 á, hoặc là 33 trở lên, hoặc là 30 trở lên, thì người ta nghiên cứu người ta thấy là 30 trở lên là cái ngăn này là thấp. Cho nên hiện nay có một số người 30 là cho về, và thậm chí ở bên Mỹ 22 là thả về cộng đồng luôn, tại cộng đồng nhiều lắm rồi. Còn nếu mà trên 33 là gần như người ta thấy nó không có lây, ta nghiên cứu rồi, tổng nồng độ nó thấp lắm không có lây. Và nếu mình 34 mình đừng có vội thử lại làm gì, thông thường mình nên thử lại sau 7 ngày nha. 7 ngày thì nó âm tính thì thôi, chứ còn mình thử sớm nó cũng chả giúp được mình nhiều đâu. À, có một khán giả tên là anh Lê Ngọc qua YouTube có hỏi bác sĩ là con của em dương tính mà sao em test hoài vẫn âm tính vậy bác sĩ? Cái đó cũng bình thường thôi, cũng có thể là mình là cái người dương tính, mình lây cho con mình rồi, sau đó mình dương tính mình tự hết thì mình có test 100 lần nó cũng nó không có thể nào có được à, tại vì mình đã bệnh hết rồi thì làm sao mình có được à. Cho nên nếu mà mình âm mà người ta dương,
hai khả năng xảy ra. Một là mình bệnh, mình lây cho người ta, xong mình hết bệnh rồi. Hai là mình chưa bị lây, thế thôi. Mà cũng có thể là mình nhờ mình chích ngừa, thành ra mình bị rất là nhẹ, phết nó cũng không ra, vì nồng độ nó rất là thấp và nó cũng tự hết, thế thôi. Thưa bác sĩ, có một khán giả tên là Lamba ở qua YouTube có hỏi là em F0 cách ly tại nhà 30 ngày, test nhanh 2 lần âm tính, vậy có cần xét nghiệm real-time PCR hay không? Thỉnh thoảng thì thấy tức ngực, ho nhẹ, đo chỉ số SVO2 thì còn 93, xong rồi lên dần 98. Vậy thì em có sao không ạ? Thứ nhất á, trên 30 ngày rồi, có nghĩa là trên 28 ngày rồi, khả năng là hồi phục thôi. Như lúc đầu chương trình, lúc đầu một câu vừa đầu, câu vừa kế tiếp chúng ta có nói á, là sau khi Covid nó có những triệu chứng gì đó, thì mình ta phải bù đắp lại những cái đó. Cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta đo SpO2 á, khi chúng ta ho là nó tụt xuống. Bởi vì sao? Ho là mình tống ra, mình muốn có oxy và hít vô, đúng không? Mình ho mình tống ra thì lúc đó oxy, cái không khí, khí trời ở trong người mình có bao nhiêu đâu mà nó trao đổi khí, đúng không? Cho nên mình đang ho thì mình đừng có đo, khi nào hết ho mình đo dù mình biết chính xác, chứ còn đang ho thì nó phải tuột xuống rồi. Có những số người thì rất là lo lắng khi mà nó tuột xuống. Tại vì sao? SpO2 là một cái sự hằng định một thời gian nhất định, thậm chí người ta nói là cái kẹp vô tay nè 3 phút sau mới là chính xác, mới kẹp vô nó nhảy nhảy tùm lum gỡ ra, coi có bị dùng kẹp qua cái ngón khác nhảy nhảy tùm lum gỡ ra, kẹp qua nhóm khác nhảy nhảy kẹp qua người kia. Cho nên mình phải hết sức bình tĩnh khi mình đo SpO2. Dạ vâng ạ. À, có một khán giả có tên là Đại Nông qua YouTube có hỏi là một tuần chọc mũi vài lần làm banh hết lỗ mũi, về test nhiều nữa thì có hư mũi hay không thưa bác sĩ? Không thể nào hư mũi được. Các bạn test còn rất là ít. Tôi test rất là nhiều. Cái quan trọng nhất á, tôi là một tuần lấy một lần. Rồi ở trong chung cư á, người ta cũng đề nghị mình lấy, là mình cũng lấy. Là thỉnh thoảng thì tôi đi làm nhiều lắm, cũng lo lắng cho người nhà, thành ra tôi phải lấy. Nhưng mà tôi cũng test hoài, tôi cũng sao đâu. Trong những đơn vị y tế có một số người là 3 ngày test một lần á. Rồi có người F1 rồi đi test, rồi test lui, rồi test tới, test lui, test qua. Thành ra cái vấn đề chính á, là mình phải chọn cái que làm sao nó càng nhỏ càng tốt, que đó không mắc lắm. Thứ hai là khi mình đưa vô đó, mình đưa rất là nhẹ nhàng, đừng gấp gì. Tại mình đi vô mà mình lắc được là mình đâu có đụng vô cái cấu trúc gì bên trong đâu, và vừa mới đụng tới hơi nhỏ một chút là rút ra, thọc mạnh chi cho nó chảy, nó chảy máu. Lẽ đương nhiên là sẽ có một số người cấu trúc mũi họ rất là đặc biệt, ví dụ như mình cũng phải tự kiếm nha. Ví dụ như là bữa đó mình thọc cho cái mũi bên đây nè, vậy nó vướng này mà nó không, bữa nay chị làm tôi cái mũi bên đây đi đó. hai bên nó cấu trúc hơi khác nhau một chút. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.